Cao tốc Bắc Nam lúng túng trong thủ tục khai thác mỏ vật liệu mới. Cụ thể, giai đoạn đầu công tác khảo sát địa chất một số dự án thành phần chậm do một số khu vực đã bắt đầu vào mùa mưa. Một số khu vực ruộng lúa đang chuẩn bị thu hoạch nên chưa triển khai khoan. Các địa phương còn lúng túng trong việc xác định các trình tự, thủ tục, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để khai thác các mỏ mới làm vật liệu xây dựng và xác định chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản trong phạm vi dự án. Một số địa phương chưa công bố giá vật liệu xây dựng, giá cước vận chuyển, để lập và quản lý chi phí xây dựng. Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chủ trì phối hợp với các bộ, các địa phương, rà soát, đánh giá tổng thể trữ lượng nguồn vật liệu cát đất cho các dự án trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để có phương án khai thác, bảo đảm nguồn cung cấp cho các dự án. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cấp phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo Nghị quyết 18 của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng rà soát, đánh giá lại trữ lượng các mỏ cát hiện có, xác định nhu cầu sử dụng cho các dự án, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để mở thêm các mỏ mới. Trong đó, nghiên cứu phương án khai thác tại các cồn cát để đảm bảo nguồn cát đắp nền cho các dự án, ưu tiên hàng đầu nguồn cát hiện có cho các dự án trọng điểm quốc gia.